Ok, vậy là mình đã hack thành công 40.000 quân huy rồi nha em ơi. Hiện đang có này 123.851 quân huy. Đấy, được chưa? Lêu lêu những cái bạn mà không có quân huy dùng nhá. Ok, đấy. À, anh em mà chưa có quân huy hay là cày cuốc mệt cũng mỏi quá rồi chưa có nhiều quân huy như mình thì hãy theo dõi kênh này, làm theo mình hướng dẫn này thì chắc chắn sẽ có được nhiều quân huy như mình thôi. Ok. Hello, tiếp tục lại là mình đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Đầu video thì mình xin chúc tất cả anh em này có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em cách hack quân huy ở ứng dụng mới nha em ơi. Đấy thì anh em cố gắng theo dõi nhé. Và thì chúc tất cả anh em may mắn này. Và đầu tiên thì mình cứ phải đi tặng quà cái đã đấy. Qua bạn bè mình kiểm tra qua một xíu thì đây trong đây thì đây là những cái bạn mà mình đã tặng rồi nhá. Đấy. Tất cả trong đây là mình đã tặng rồi thì chưa có ai vòi quà mình nên là mình sẽ tặng quà trong phần bạn bè trong này. Ok. Đấy, thì đầu tiên đó là trang phục Rắc Chiến Thần Mây Thái này, pháp sư này. Đấy. Pháp sư đây 999 con huy, đấy Chiến Thần Mây Thái. Ok, mình sẽ tặng. Đầu tiên mình sẽ tìm cái tên nhây thì chết. Ok, đấy. Đúng nhây nhây thì chết thật anh em ạ. Đấy, không nhây được đâu. Nhây thì chết này. Nhây thì chết A còng đấy. Ui, còn A còng nữa chứ. Đây, bạn nhây thì chết. Đấy có cái tên nick bạn qua đao 123890 nhưng có cái tên nick nhây thì chết. Ok, mình sẽ tặng quà Rắc Chiến Thần Mây Thái cho bạn nhây thì chết luôn này, tâm thư này. Đây, bạn xác nhận sử dụng 999 quân huy mua Chiến Thần Mây Thái tặng qua đao 123890. Ok, mình sẽ mua nhá. Ok chị anh ơi, đấy quá uy tín luôn nhá. Đấy đã tặng quà thành công cho bạn nhây thì chết này rồi, đó là trang phục Rắc Chiến Thần Mây Thái 999 quân huy. Ok. Đấy, sau khi tặng xong thì quân huy đang còn này 84.650 quân huy, được chưa? Đấy, tiếp theo là tặng trang phục sát thủ này. Tiếp theo anh em ơi, trang phục sát thủ nhá. Quy Len đặc công mảng xà đâu nhỉ? Đây, đây rồi anh em ơi, Quy Len đặc công mảng xà này, 799 quân huy cho bạn tiếp theo luôn nhá. Đấy, thì hôm qua chơi được một trận là cứ comment muốn sở hữu ngay, đấy comment vòi quà, ok. Và được có bạn, chắc là bạn gái có cái tên nick là Kim Thanh này. Kim Thanh, uầy, không biết là cái gì đây, Kim Thanh. Bạn Kim Thanh này nhá. Đấy, bạn Kim Thanh này vòi quà trang phục Quy Len đặc công mảng xà này. Ok, mình sẽ tặng quà cho bạn Kim Thanh này nhá. Tặng quà này. Tâm thư này. Ok, bạn xác nhận sử dụng 799 con huy mua đặc công mảng xà tặng lắc em. Ok, mình sẽ mua này. Ok. Tiếp tục tặng quà thành công cho bạn Kim Thanh, đó là trang phục Quy Len đặc công mảng xa 799 quân huy rồi. Ok chứ anh em ơi, quá chất lượng và rất là uy tín luôn. Đấy, sau khi tặng quà thành công thì quân huy đang còn này 83.851 quân huy. Đấy, được chưa anh em ơi. Đấy, video ngày hôm nay thì mình sẽ tặng hai trang phục vậy thôi nhá. Ok. Đấy thì video ngày hôm nay mình tặng xong thì hai bạn vui lòng comment cho mình được biết nè. Đấy, đã nhận được quà hay chưa. Ok. Đấy, mình còn kiểm tra. Đó. Cảm ơn, mình chân thành cảm ơn luôn. Và tiếp theo này, mình không dài dòng nữa, vào vấn đề chính luôn. Thì đầu tiên anh em vào đây, vào cửa hàng Set Play nhá, vào tìm và tìm và tải ứng dụng này cho mình, đó là Android Zip File Manager. Ok, sẽ có giao diện này thì anh em tải về thì cũng nhanh thôi anh em ạ, rất là nhanh thôi. Đấy thì anh em mở ra thì sẽ có giao diện như này cho mình. Ok, đây giao diện này thì anh em chú ý này, thì anh em click vào cái hình tròn phía bên tay phải của anh em ấy, có hình tròn có cái mũi tên ở giữa nó đi xuống ấy, em click vào đó. Tiếp theo anh em click vào cái hình điện thoại này cho mình. Ok. Đấy, sau khi click vào hình điện thoại thì sẽ có giao diện như thế này. Thì anh em chú ý cho mình nhé, chú ý và làm theo mình hướng dẫn này. Đầu tiên thì anh em chọn Android, tiếp theo là Data. Ok, Data này. Tiếp theo là thư mục com.game.kgvn. Đấy, anh em thấy cái thư mục mình dí vào chưa? Ok, đấy, anh em làm cho đúng nhá, anh em đừng có chọn nhầm. Ok, tiếp theo anh em chọn thư mục file cho mình. Đấy, chọn thư mục file. Tiếp theo anh em chọn IL2CPP nhá. Đấy, tiếp theo là ETC này, thư mục trên cùng này. Tiếp theo là Mono này, ok. Đấy, tiếp theo là thư mục mình cần. Đây là thư mục browsecap.ini. Thì anh em nhấn giữ vào cho mình. Anh em nhấn giữ vào, tiến hành đổi tên này. Đấy, anh em click vào từ sau cái từ browsecap này cho mình nhá. Và anh em viết như thế này cho mình. Hack, hôm nay mình sẽ hack 40.000 rồi đi, 40.000 quân huy, ok. Anh em viết cho đúng này, 40.000 quân huy, viết liền không dấu cho mình.
đấy, hack 40.000 quân đi. Đấy, viết vào sau từ browse cap là ok thôi. Đấy, anh em nhấn ok cho mình này. Sau khi ra thư mục này thì anh em nhấn giữ vào để anh em dừng lại giữ, anh em quay lại liên quân. Ok. Quay lại liên quân, anh em vào cài đặt này. Thiết lập tài khoản ở đây đang là thiết lập tài khoản rồi thì anh em có Open ID, anh em mở ra này, anh em chép Open ID của anh em. Ok. Đấy, quay lại phần nhập gift code cho mình. Sự kiện này, thông báo này, nhập gift code, đấy dán dán cái Open ID của anh em vào, ok chưa? Đấy, em chờ cái phần nhập gift code hiện ra thì anh em dán cái Open ID của anh em vào, ok. Sau đó anh em click vào đằng trước cái Open ID của anh em. Đấy, tiếp theo anh em quay lại ứng dụng Android Zip cho mình. Đây, thư mục mình đang làm đó là Browse Card, xong anh em viết hack 40.000 quân hy vào rồi thì anh em nhấn giữ cái thư mục đó cho mình. Đấy, anh em đổi tên cho mình nhé, đổi tên này. Sau đó anh em click vào và chọn tất cả. Đấy, chọn tất cả, sao chép lại, ok chưa? Đấy, anh em nhấn ok, sau đó quay lại liên quân này. Đó, thì liên quân nó đang nằm ở phần nhập gift code này. Thì anh em dán cái thư mục mình hack 40.000 quân hy vào. Đấy, tiếp theo là cái ID của anh em, ok chưa? Đấy, xong tiếp theo anh em cứ xác nhận cho mình. Đó, xác nhận 5, 6 hoặc 7 lần. Đấy, 2 rồi, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, thì sẽ xác nhận 7 lần chứ. Đấy, cứ xác nhận 5, 6 hoặc 7 lần trong vòng đấy là được. Và nó hiện gì cũng được, cứ xác nhận 5, 6 hoặc 7 lần cho mình, ok chưa? Đấy, sau khi xác nhận 5, 6 hoặc 7 lần rồi thì anh em quay lại ứng dụng Android Zip cho mình này. Xóa cái thư mục mình vừa mới làm ra đấy nhá, ok. Đấy, xóa đi, ok. Nó chỉ có một thư mục thôi anh em ạ, đấy. Ok này, vậy là xóa xong rồi thì anh em quay lại liên quân vào túi đồ. Đấy, nhất định phải bán một vật phẩm ít nhất 5 vàng cho 5 vàng nhá, ít vật phẩm 5 vàng. Mình sẽ chọn vật phẩm cái này M1 này đi. Ok. Bán 30 vàng luôn. Đấy. Tiếp theo thì anh em phải chọn vào chế độ và tập huấn đấu luyện rồi. Đấy, ở trong này 1 phút đến 1 phút rưỡi thôi. Đấy. Ok. Cứ AD, chọn AD cho tiện anh em ạ. Đấy, AD cho tiện. Ok. Và anh em không nhất định phải cứ AD đâu. Và anh em chọn một vị tướng bất kỳ thôi. Vào trong này 1 phút đến 1 phút rưỡi cho mình. Đấy, thì video hôm qua mình không ra video được nhá, vì rất là bận nên anh em thông cảm cho mình nhá. Ok, đầu tiên này anh em cứ chọn vàng ở đây, vàng này, cấp này, mắc cấp lên cho mình. Đấy, full đô. Ok, mắc cấp lên full đô. Đấy, lên phía trên này chờ nó ra và lấy ít nhất một mạng cho mình. Đấy, thì video hôm nay thì có ứng dụng mới đó, thì anh em nào chưa làm được thì cứ làm comment cho mình được biết nhé, hay là thiếu thư mục thì anh em cứ comment lên cho mình. Thì anh em ở trong này 1 phút đến 1 phút rưỡi thôi. Đấy, mình nhắc lại một xíu nữa nhá, một thời gian nữa thì tầm 7-8 ngày nữa rất là nhiều anh em vòi quà được thì mình chú ý nói anh em này, thì anh em vòi quà 1-2 lần thôi nhá. Đấy, để còn người khác không, để còn người khác mình xem, không phải lỡ bỏ qua người khác lại phí, ok, lại mất công. Thì anh em vòi cứ vòi quà 1-2 lần thôi thì mình sẽ tặng quà hết. Đấy, trong phần vòi quà đấy thì mình sẽ tặng hết, ok, anh em cứ vòi đi, mình sẽ tặng. Đấy, anh em chú ý nhá, thì vòi 1-2 lần thôi nhá. Mình nói mình không thích nói nhiều đâu, mà nói nhiều nữa sau là ai mình sẽ ra quyết định là ai cái nhà vòi quà 3 lần là mình sẽ không tặng đâu đấy. Ok, 1 phút 30 này mình sẽ thoát ra nhá, xem quân hy có về nick của mình hay không này. Đấy, quân 40.000 40.000 quân hy có về nick của mình hay không. Đây, thì anh em sẽ được thấy ngay và luôn đây nhá. Ok. 123k, đấy, hiện có đây 123.851 quân huy, được chưa? Đấy, thấy 123k là quân huy đã về nick của mình rồi, 40.000 quân huy đã về nick, ok, rất là nhanh và quá chất lượng luôn. Đấy, thì anh em nào không làm được hay là thư mục ứng dụng mới này thì thiếu thư mục gì thì vui lòng anh em comment cho mình được biết nhá, để mình kiểm tra và xử lý, ok. Đấy, quân huy vẫn đang còn rất là nhiều đấy, tặng quà xong mà vẫn đang còn, đấy, còn lại còn thêm, đấy, rất là nhiều quân huy luôn. Thì trong phần quà cáp này thì có cái trang phục gì mới không? Đấy, mờ manga pháp sư mèo lại lên phía trên cùng rồi. Đấy, 399 quân huy
Harry, rất là nhiều trang phục đẹp trong này, Violet thần long tỷ tỷ này, Butterfly nữ quái nổi loạn này, đấy, Triệu Vân chiến tướng mùa đông này, Murad đồ thần đao, đấy rất là nhiều. Đấy, ôi L'Oreal phi thiên hết giảm giá đây anh em ạ. Đấy 799 quân hy rồi. Ok. Đấy. Điều xuồng các thứ này, Genaway, đấy rất là nhiều. Ngoài trang phục thì có hai gói sổ sứ mệnh này nhỉ. Ok, rất là nhiều luôn. Đấy, thì anh em thích thì cứ việc comment tên nick kèm tên trang phục mà mình yêu thích và làm đầy đủ các bước, like, bật chuông, đăng ký kênh, xem video không tua. Đấy thì mình kiểm tra đủ đầy đủ các điều kiện thì mình sẽ tặng hết. Ok. Đấy. Được chưa anh em ơi? Đấy, thì chúng mình xin phép tạm dừng video ngày hôm nay của mình tại đây thôi. Chúc tất cả anh em này có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.